Một diễn đàn dành cho học sinh mới đây đăng tải hình ảnh lời nhắn của giáo viên địa lý thu hút sự chú ý của dân mạng. Theo đó, để cảnh báo những học sinh chém gió khi làm bài, thầy giáo ghi chú, học địa lý, nếu có chém gió thì cũng phải ra được hướng gió. Lời giọng vừa hài hước, vừa dễ thương của thầy giáo. Ảnh Huy Tuấn trường người ta. Dưới bài đăng, nhiều tài khoản để lại bình luận khen ngợi thầy giáo dễ thương, bác đạo này, như Đông Tây Nam Bắc còn không phân biệt được nói gì đến hướng gió chém cho thầy, chém được ở đâu không quan trọng, quan trọng là bạn đang đứng ở khu khí áp cao, học vật lý, có chém cũng phải ra được vận tốc gió. Học văn, chém gió cũng có tính nghệ thuật của nó. Theo tài khoản đăng tải, đây là đề kiểm tra môn địa lý khối 10 của trường Trung học Phổ thông Năng Khiếu Đà Nẵng. Người ra đề là thầy giáo có tính cách hòa đồng với học sinh và hài hước. Hình ảnh hiện thu về hơn 50.000.